Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, người dân không khỏi xôn xao trước đoạn video ngắn ghi lại cảnh một nhóm người dùng hung khí tác động liên tiếp một nam thanh niên, khiến người này tử vong không lâu sau đó. Nhóm đối tượng ngay sau đó đã bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ. Một trong các thanh thiếu niên khai, do mâu thuẫn từ trước đó, người này bị nạn nhân tấn công nên rủ thêm bạn bè quay lại trả thù. Ngày 11 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ 7 thanh thiếu niên, sinh năm từ 2006 đến 2009, cùng trú tại huyện Nam Trực để điều tra hành vi hành hung nam sinh lớp 12 tử vong. Các đối tượng bị tạm giữ gồm Vũ Anh Đức, Vũ Tuấn Phát, Nguyên Đạt Phát, Cao Huy Hoàn, Đỗ Quốc Khánh, Nguyên Đại Tuân, cùng trú tại thị trấn Nam Giang, Cao Xuân Trường, trú ở xã Nam Cường. Nạn nhân trong vụ việc là nam sinh Nguyễn Anh Tuấn, 18 tuổi, trú tại xã Đồng Sơn, cùng huyện Nam Trực, học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Nam Trực. Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do mâu thuẫn xảy ra từ trước đó. Cụ thể, tối ngày 6 tháng 1, Tuấn có mâu thuẫn với một thanh niên tên Hảo. Hảo nhờ Đức, Diện, Hoàn trả thù Tuấn. Nhưng Đức, Diện lại bị Tuấn dùng gậy sắt tấn công, khiến hai đối tượng ghi hận và quyết phải trả mối thù này. Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao video ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người truy đuổi gây thương tích. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 7 tháng 1 tại khu vực Ao Xanh, cụm công nghiệp Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực. Xảy ra việc hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Một nhóm gồm Đức cùng nhiều thanh niên khác, nhóm còn lại chỉ có hai người là Tuấn và bạn là Bùi Trần Mạnh Hùng cùng tuổi. Tại đây, do không giải quyết được mâu thuẫn, nhóm của Đức đã dùng gậy gỗ nhặt bên đường và gậy sắt mang theo tác động liên tiếp vào các vị trí trọng yếu của Tuấn, khiến nam sinh ôm đầu ngã ra đất. Hình ảnh do camera ghi lại cho thấy, quá trình diễn ra vụ việc, nhóm của Đức đuổi Tuấn chạy từ dưới ruộng lên đường làng, rồi dồn vào cổng một tòa nhà tấn công hội đồng. Hình ảnh khác là Tuấn bị ngã nằm bên vệ đường và một thanh niên cởi trần, dùng hung khí tấn công liên tục vào người Tuấn, trước sự chứng kiến của một số thanh niên khác. Tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày do chấn thương não. Ngày 10 tháng 1, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 7 thanh thiếu niên cùng trú tại huyện Nam Trực để điều tra vụ việc tấn công hội đồng khiến nam sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Nam Trực tử vong. Theo tìm hiểu từ người dân địa phương và từ các thầy cô giáo trường Trung học Phổ thông Nam Trực, thời điểm Tuấn bị tấn công, nam sinh đang sống cùng với ông bà vì cha mẹ vắng nhà, vào miền Nam mưu sinh bằng nghề bán phở. Ngày Tuấn bị tấn công tử vong là ngày Chủ nhật, Tuấn không đến trường. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cũng liên quan đến vấn đề ẩu đả, giải quyết mâu thuẫn của học sinh. Trước đó trên mạng xã hội đã lan truyền một bài viết về một học sinh cấp 3 ở thị xã An Nhơn, Bình Định bị nhóm bạn tấn công hội đồng, dẫn tới gãy mũi, phải vào viện cấp cứu, khiến dư luận phẫn nộ. Vừa qua, lãnh đạo trường Trung học Phổ thông số 3 An Nhơn, thị xã An Nhơn cho biết, công an địa phương đang làm việc với một số học sinh liên quan đến việc gây thương tích cho em Nguyễn Thành Thương, sinh năm 2007, học sinh lớp 10A4. Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 20 tháng 12, em Nguyễn Thành Thương và em Bùi Anh Phi, sinh năm 2007, lớp 10A5, trường Trung học Phổ thông số 3 An Nhơn nhắn tin thách thức nhau. Khi hết giờ học, em Bùi Anh Phi đã tấn công Thương. Sau đó một nhóm học sinh ở lớp 10A5 của trường này tiếp tục tham gia hội đồng, làm em Thương bị thương ở mũi và vùng mặt. Phát hiện sự việc, lãnh đạo và nhân viên y tế trường Trung học Phổ thông số 3 An Nhơn đã đưa em Thương đến trạm y tế xã Nhơn Thọ để sơ cứu. Sau đó nhà trường chuyển em này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu điều trị. Ông Nguyễn Sơn Đông, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông số 3 An Nhơn cho hay, do trước đó các em có nhắn tin qua lại thách thức nhau nên tan trường mới xảy ra xô xát với nhau. Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường mời phụ huynh đến cam kết giáo dục. Trước mắt, nhà trường ổn định tổ chức để đảm bảo việc dạy học diễn ra bình thường. Nếu kết luận tỷ lệ thương tích của em Thương trên 11%, công an sẽ khởi tố. Em Nguyễn Thành Thương cho biết, em vừa bước ra khỏi lớp đi được vài bước thì có bạn kéo lại rồi tấn công khiến em bị choáng. Khi máu mũi em chảy nhiều quá nên các bạn bỏ chạy. Theo ông Nguyễn Thành Trung, 53 tuổi, cha của Thương, mà trưa ngày 20 tháng 12, cả nhà ông đang làm đám giỗ nên không ai hay biết chuyện gì xảy ra.
Phải đến khi con gái ông chạy từ trường về nhà để báo thì mọi người mới biết con trai bị hành hung. Ông Trung nói, lúc nghe con gái về nhà nói tôi chạy lên trường thì mọi người đã đưa Thương đi tới trạm y tế. Tôi chạy lên thì thấy nó chảy máu nhiều quá. Tôi nhìn con và đau lòng vô cùng. Bà Nguyễn Thị Em nhỏ mẹ Thương cho hay, nghe tin con bị thương tôi rất xót. Tôi mong nhà trường công an vào cuộc làm rõ để đòi lại công bằng cho con tôi và cũng không để xảy ra những trường hợp học sinh khác bị hành hung như con tôi. Sau khi bình tĩnh, Thương cho biết nhiều ngày trước những học sinh nam này cùng Thương có chơi game trên mạng. Những học sinh này thường gọi Thương là thằng bệnh đau và những từ rất khó nghe. Không những vậy, các học sinh này còn nhắn tin khủng bố Thương rất nhiều lần. Thương cho biết thêm, em rất bực nên nói với các bạn là giờ tụi bay muốn cái gì. Sau đó, một bạn nói là em muốn cái gì thì mấy bạn đó cũng chiều. Rồi sau đó, em bị tấn công. Theo Phương, trước đây những người hành hung em thường hay chọc ghẹo và đã có một lần khiến em chảy máu miệng. Thương nói, lần trước cách đây khoảng một tuần, một bạn học nam khác lớp nhào vô khiến em chảy máu miệng. Em sợ quá nhưng không thông báo cho gia đình hay thầy cô vì sợ bị tấn công tiếp. Lúc đó em chỉ muốn nghỉ học vì các bạn đó suốt ngày hù dọa. Trong khi đó ông Trung cho biết cách đây khoảng một tuần, Thương có trình bày ý định muốn nghỉ học nhưng không nói lý do. Cả nhà rất lo lắng và động viên em tiếp tục đi học. Ông Trung bức xúc. Nó cứ đòi nghỉ học mà không chịu nói lý do. Đến bây giờ thì nó mới nói trên trường bị các bạn hội đồng. Tôi không ngờ các cháu trên trường lại xảy ra chuyện như thế này. Vì một mâu thuẫn nhỏ nhưng lại uy hiếp tinh thần rồi ra tay khiến con tôi phải nhập viện cấp cứu. Tôi vô cùng đau lòng. Còn theo thầy Đào Trọng Thanh, giáo viên chủ nhiệm của em Thương, từ trước tới giờ, ông không hề nghe phản ảnh gì từ em Thương. Bản thân Thương là một học sinh hiền lành. Ông Thanh chia sẻ, hôm 20 tháng 12, tôi lại không có tiết dạy ở trường nên không nắm rõ cụ thể. Sau khi xảy ra sự việc, tôi cũng đã báo cáo nhà trường và động viên tinh thần của Thương. Theo bác sĩ khoa tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, em Thương bị gãy xương mũi chính, vết bầm ở vùng mặt. Bác sĩ sẽ chỉnh hình mũi cho bệnh nhân và theo dõi, điều trị. Ngày 25 tháng 12, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng ngừa tình trạng mâu thuẫn, ẩu đả liên quan đến học sinh. Việc ban hành văn bản được thực hiện sau khi xảy ra vụ việc một học sinh lớp 10A4 trường Trung học Phổ thông số 3 An Nhơn, tỉnh Bình Định bị một nhóm học sinh cùng trường gây thương tích phải nhập viện điều trị. Theo ông Tuấn, hàng năm, sở đều có văn bản chỉ đạo công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, học viên để phòng chống tình trạng học sinh hỗn chiến, nâng cao kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng tương tự. Vụ việc của nam học sinh lớp 10 không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội mà còn làm tổn thương uy tín của ngành giáo dục. Hiện Công an thị xã An Nhơn đang điều tra xử lý vụ việc này. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc vừa nêu là các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh mà nhà trường, phụ huynh chưa sâu sát nắm bắt và giải quyết kịp thời. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa các tình trạng tương tự. Đồng thời tăng cường giám sát, kịp thời nắm bắt các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh, học viên để giải quyết, không để mâu thuẫn kéo dài, chậm giải quyết, dẫn đến tình trạng học sinh, học viên tự giải quyết mâu thuẫn bằng các hình thức khác. Thưa quý vị, ở lứa tuổi thanh thiếu niên, khi nhận thức còn chưa được rõ ràng, sự mong muốn được thể hiện bản thân của các em mãnh liệt hơn bao giờ hết, đặc biệt là suy nghĩ, làm trước rồi nghĩ sau, không màng đến hậu quả. Chính điều này đã dẫn tới không ít những vụ thanh thiếu niên dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn, gây ra thương vong. Để ngăn chặn tình trạng học sinh tự giải quyết mâu thuẫn, nhà trường và gia đình cần tăng cường công tác giáo dục cách ứng xử, xử lý tình huống khi bị bắt nạt. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm để răn đe. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo.